Trên trang cá nhân, Huyền Ly Di đăng tải bức hình đẹp tựa nàng thơ trong bộ váy cưới màu trắng nền nã. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng các đường nét hài hòa trên khuôn mặt của nữ diễn viên khiến ai nấy đều u mê. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, ai nấy đều không ngại dành nhiều lời khen có cánh cho nữ diễn viên Hương ngày nắng về. Cũng có không ít người đề cập đến chuyện đi bớt nữa khi thấy Huyền Ly Di mặc váy cưới. Liên tục được khán giả khuyên đi bước nữa, Huyền Ly Di liền để lại bình luận, không đâu ạ, có thể thấy, dường như nữ diễn viên vẫn chưa sẵn sàng đi tìm hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trải qua những dòng bão cuộc đời khiến nữ diễn viên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Thời gian gần đây, Huyền Ly Di Đình Tú là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất biz. Ngoài phim ảnh, ngoài đời cả hai có mối quan hệ chị em cực thân thiết. Đình Tú và Huyền Ly Di từng không ít lần vướng vào nghi vấn phim giả tình thật bởi diễn xuất tự nhiên trong phim và có mối quan hệ tốt đẹp ở ngoài đời. Cả hai lên tiếng khẳng định chỉ là chị em. Thậm chí, Huyền Ly Di từng chia sẻ về hạn chế tương tác với Đình Tú vì sợ khán giả hiểu lầm. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.